Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình đã bắt đầu rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay mời các bạn đến với cuộc xâm lược Ấn Độ của Hà Lan. Thì nếu mà bạn nào có coi mình chơi cái game Công ty Đông Ấn thì các bạn cũng biết đó. Trong cái khoảng giai đoạn khi mà sau phát kiến địa lý, thực dân phương Tây bắt đầu nó phát triển mạnh. Ở đặc biệt là nó phát triển lên cái thời qua cái thời kỳ mà Tư Bản rồi đó. Đó, đi đầu là Hà Lan, ngoài ra thì còn có Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, nhưng mà về cơ bản thì Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thì nó vẫn còn mang cái dáng dấp của quốc gia phong kiến hơn. Còn Hà Lan thì nó mới thực sự tiến lên xã hội Tư Bản rồi. Thì nó tiến hành xâm lược các nước phương Đông. Tất nhiên là trong giai đoạn này thì do cái thế lực của thực dân phương Tây nó còn yếu, thành ra nó chỉ mới thành lập các cứ điểm thương mại thôi. Tức là nó chỉ giữ cái độc quyền thương mại và nó can thiệp vào công việc nội bộ các nước phương Đông, chứ nó chưa có chiếm đóng thành thuộc địa như ngày hôm nay. Thuộc địa lúc này chỉ là thuộc địa dạng cứ điểm để mà phục vụ cho cái việc buôn bán hàng hải là chủ yếu. Riêng Hà Lan thì còn can thiệp vô cái vấn đề đúng tiền ở những quốc gia đó. Thì đó bạn có thể thấy. Thì nói chung cái thế Hà Lan thì nó cũng không bền được lâu khi mà nó chịu cái sự cạnh tranh của thực dân Anh, nhưng mà đó là giai đoạn sau đó khoảng một thế kỷ. Còn trước đó thì hầu như Hà Lan khá là mạnh bởi vì họ có cái nền kinh tế phát triển, đặc biệt là họ là quốc gia mà đã đi đầu cho cái việc phát triển cái ngành ngân hàng. Lưu ý cái ngân hàng ở trong cái chữ bank trong tiếng Anh đó thì nó gốc của nó là cái chữ banka trong tiếng Ý, có nghĩa là cái bàn của người đổi tiền. Thì trước đó ở châu Âu thì các bạn cũng biết rồi, thành thị thì nó mỗi thành thị nó dùng một cái tiền riêng, thành ra là khi mà đi buôn bán thì người ta có nhu cầu đổi tiền. Từ ngân hàng nó phát triển lên thành nhiều cái nhánh khác nữa, tức là bên cạnh cái việc đổi tiền thì nó còn cho vay, nó còn thực vụ một số cái nhu cầu khác giống như ngày ngân hàng ngày hôm nay. Và thực sự khi mà đến khoảng thế kỷ 17 á, hoặc là trước đó là thế kỷ 16, thì những cái ngân hàng nó mới thực sự manh nha, nó ra đời ở Hà Lan và nó phát triển còn mạnh hơn ở Italy nữa các bạn. Thì đấy, thì sau đó thì người ta gọi Hà Lan là người đánh xe ngựa trên mặt biển, bởi vì họ buôn gần bán xa, hầu như tàu buôn của họ đến khắp mọi miền và hải quân của họ rất mạnh nha các bạn. Tất nhiên là nếu mà so về cái mảng mà sức mạnh hải quân thì có thể họ không sánh được với Tây Ban Nha, tại vì Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha mới là hai quốc gia mà nó phát triển cái hạm đội thương thuyền và chiến thuyền trước. Nhưng mà nhìn chung thì cái con Brit của Hà Lan nó được đánh giá khá là cao, bên cạnh cái con Galleon của Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha, tại con Galleon thì bị cái nó đi hơi chậm, còn con Brit thì nó có phần nó tốt hơn chút xíu. Tất nhiên nó khả năng chiến đấu nó không bằng, nó là thương nhiều hướng tàu buôn hơn, nhưng mà về cơ bản thì nó cũng có thể đi chiến đấu được. Thì hôm nay thì mình sẽ điều khiển quân Hà Lan mình đánh nhau với lại quân Ấn Độ. Thì về cơ bản đây là một trận tam đấu, tức là mình sẽ cầm quân Hà Lan mình đấu với hai phe Ấn Độ, bên cạnh đó thì hai phe Ấn Độ cũng sẽ đánh nhau. Thì tất nhiên lúc này nếu mà so ra thì Ấn Độ vẫn là một đại đế quốc nha các bạn. Lúc này là Ấn Độ đang dưới thời kỳ vương triều Mughal, một cái vương triều khá là phát triển đấy. Nhưng mà nhìn chung thì nó chỉ mạnh dưới thời của vua Akbar thôi. Còn sau khi vua Akbar chết á, thì Ấn Độ lúc này nó cũng là chia 5 xẻ 7. Thì các bạn biết rồi đó, trong suốt chiều dài lịch sử phong kiến Ấn Độ thì hầu như nó chưa bao giờ thống nhất được cả. Người ta chỉ lấy những cái vương triều nào mà mạnh nhất ra để mà làm đại diện thôi. Ví dụ trước đó thì có vương triều Gupta, rồi vương triều Delhi, rồi về sau là vương triều Mughal. Vậy thôi. Đây đơn giản là do cái yếu tố địa lý và đặc biệt cái việc văn hóa của họ đó, họ theo Hindu giáo mà nó khuyến khích cái phong vị địa phương. Thành ra thật sự là trong suốt chiều dài lịch sử Ấn Độ thì họ chưa bao giờ thống nhất được quốc gia của mình cả. Vương triều Mughal chỉ là vương triều lớn nhất được từng được thành lập mà thôi. Nói cách khác là chính thực dân Anh mới lại là những người đã thống nhất đất nước Ấn Độ, chứ không phải là bất cứ một cái vương triều nào của Ấn Độ cả. Thì khi mà thực dân phương Tây họ đến với Ấn Độ á, thì họ nhận ra rằng Ấn Độ còn đang khá là mạnh, nhưng mà nó có cái nội chiến, cho nên đó là họ bắt đầu họ can thiệp, họ bán vũ khí rồi họ xin độc quyền thương mại vân vân. Thì họ lại khuyến khích ông vương công này, ông đánh cái ông vương công kia, ông lãnh chúa này đánh ông lãnh chúa kia, tại do chủ yếu là khai thác vấn đề một thủ tôn giáo. Ông người theo đạo Ấn, ông người theo đạo Hồi, ông người theo đạo Sít, đủ cái đạo trên trời đất trơn. Ấn Độ nó nhiều tôn giáo đó các bạn, chứ không phải chỉ đơn thuần là đạo Ấn với đạo Hồi không đâu. Thành ra là đó, và từ từ thì bắt đầu là họ kiểm soát cái thương mại, họ kiểm soát bờ biển, họ vừa sau đó họ thuê đất, họ dựng pháo đài rồi vân vân, rồi đủ thứ. Và kết quả là sau đó thì họ kiểm soát cái trục đường thương mại chính, nói chung là họ chỉ kiểm soát được cái vùng ven biển, nhưng đó là những cái vùng giàu nhất. Và đặc biệt là khi mà họ đã kiểm soát được cái vùng đô thị rồi thì tất nhiên là những cái ông vương công quý tộc này, một là chống lại họ thì sẽ khả năng cao là sẽ bị đánh bại, còn không thì sẽ phải phụ thuộc vào họ, nói chung là trở thành con rối trong tay họ, ít nhất là bị họ gây ra ảnh hưởng. Rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu, thì việc đầu tiên mình làm thì đương nhiên là sẽ phá banh hết mấy cái cảng của mấy ông Ấn Độ. Ngoài ra thì như mình đã nói, mình cũng mướn được đất xây pháo đài, và bây giờ thì hầu trên cơ sở là mướn thì mình tẩn luôn ông chủ. Về cơ bản thì hai ông kia đang lo đánh lẫn nhau cho nên là không làm gì được mình. Về cơ bản thì game này nó không có cái chức năng đi buôn, cho nên là mình sẽ lấy cái việc đánh bắt cá voi để mà kiếm tiền ha. Hà Lan thì đa phần là nó kiếm tiền được là tốt nhất, cho nên là những cái mảng khác nó làm thì cũng thường thôi.
nói như là quân đội của nó thì không mạnh, nhưng mà bị được cái là nó lại làm rất tốt trong những cái việc khác. À, riêng một đứa thì vô đây xây nhà, xây trước hai cái đi là tính. Rồi ok, nâng cấp trước rồi đó. Rồi bây giờ thì chúng ta lấy thịt nào. Commando. Commando. Hello. Không. Tự nhiên không làm gì hết đi ra. Rồi ok, này chúng ta mới nâng cái này để khai thác nhanh hơn thôi. Chúng ta đang từ từ, chúng ta đang lên đời. Rồi ok xong. Ví dụ là mấy con này là mấy con Galleon thôi. À mấy con Caleva. Ê, xin lỗi các bạn. Mấy con Caravel, mấy là con tàu mà người thực dân phương Tây ngày xưa dùng để đi thám hiểm đấy. Cái con tàu mà đi dùng để đi khám phá châu Mỹ rồi vân vân ấy, nó đấy. Ok. Rồi ok. Mặc dù là mình sẽ không thắng bằng cách tiêu diệt nha, tại vì lúc này thực dân phương Tây thì họ chưa đủ sức để làm cái điều đó, thành ra chủ yếu là mình sẽ chiến thắng là thông qua cái việc đó là mình kiểm soát cái đường thương mại thôi. Chứ bây giờ đánh thì chắc chắn là chưa được rồi, không đủ sức để đánh. Mình sẽ cân nhắc cái việc đi săn. Khu này voi tương đối nhiều. Và chúng ta sẽ ăn thịt voi, các bạn không biết nó có dai hay không. Tại theo những người mà mình đã mình trao đổi thì họ nói là họ từng ăn rồi, họ nói là dai lắm. Thì mình không biết có thật là vậy hay không. Rồi ok, mấy ông nữa còn nâng cấp lẹ hơn mình. Không sao, đất mấy ông ấy mà nâng cấp lẹ cũng dễ hiểu thôi. Tại giai đoạn đầu nó chỉ tốn thịt để nâng cấp à, nó chưa có tốn vàng. Từ đời 2 đến đời 3 bắt đầu mới tốn vàng. Rồi ok, chúng ta lấy thêm tí gỗ. Hello. Rồi đây. Rồi không bị dùng đỏ nữa, ê, không bị dùng đen cái màn hình nữa là ngon rồi. Đây chọn cái này lên đời cho nó lẹ các bạn. Đây. Đấy, có mấy cái này là đỉnh rồi. Ok. Đây nâng cấp tới mấy cái này. Nâng cấp ruộng đồ lên. Đây. Chúng ta thì không đủ tàu caravel nữa, nhưng mà cũng không sao. Rồi đây, ba chiếc qua bên này. Nói chung là chúng ta kiểm soát hoàn toàn được bờ biển rồi. Ồ, nó tấn công mình khá là dữ, nhưng mà thằng Gunkha này thì không nguy hiểm lắm. Nó giống mấy cái thằng đánh lính tầm xa của phe thực dân phương Tây thôi. Không có gì gọi là nguy hiểm. Nhưng mà nó đông thì mình nó cũng đáng sợ nhất định, chứ cũng không phải là không nguy hiểm hoàn toàn đâu. Ấn Độ thì đa phần nó sẽ xài mấy cái thằng Sibay. Thằng đó thì nó sẽ giống thằng Musketeer hơn. Rồi ok, chúng ta lên đời 3 rồi các bạn. Chúng ta chạy trước luôn, rồi chúng ta lấy tiền đi. Đấy, 8 thằng xạ thủ kia thì cũng chả đủ dùng. Rồi, chơi. Mặc dù là mấy thằng này vô nó không có khả năng đốt nhà tốt, thành ra là dù nó kéo cả băng tới thì mình cũng không sợ lắm. Nhưng mà mấy thằng này nó bắn khá là xa, bộ binh đụng nó thì khá là sợ đó. Nói chung là mình với nó thì dù vừa khá là giống nhau ở cái mảng này. Đó là thấy không? Mình thì mình chưa đánh, nhưng mà có điều là thông qua cái này là các bạn thấy là mình đã giành được lợi thế bước đầu rồi. Nhưng mà là mình ngăn cản nó thì tiếp cận cái nguồn tài nguyên cũng coi như là thành công một phần. Rồi đây, cho mấy thằng này bay đi. Rồi thế là xong. Sửa cái pháo đài lại, chứ còn mua lính vội các bạn. Này thì đạn pháo ta bắn chưa mạnh lắm nha, chưa nâng cấp được. Đây, nâng cấp đi. Rồi đây chúng ta lấy thêm này thôi. Chúng ta chưa xây được pháo đài nữa các bạn, ôi trời. Wow trà, mấy ông này nhanh tay phết. Mấy thằng này nó lại là lính nó giống thằng bắn nỏ bắn cung của phương Tây á. Có điều nó lính thực chiến thôi. Rồi ok, không sao, chiến luôn. Rồi chúng ta lên được đời 4 rồi các bạn. Rồi đây nâng cấp đi là nâng cấp đi là xài. Đây chứ là mình có nhiều thì mình nâng cấp nó lẹ hơn. Đây. Cũng te tua phết đấy chứ đùa đâu. Còn đúng một khẩu pháo.
Cũng may là nó chưa đánh vô đây được. Đây, nâng mấy cái mà lát nữa mình không được nâng thôi. Rồi, ok, nâng lên rồi. Cái này là chúng ta không làm cách mạng nha các bạn, làm cách mạng được á, nhưng mà mình không muốn làm thôi. Đây, cái này nữa là xong. Phải ra xây lại một cái trạm, chứ không thì chúng ta sẽ không đủ điều kiện để mà thắng theo kiểu kiểm soát tiết lượng thương mại, tại mình mới chiếm được hai cái trạm mà. Rồi ok, nói chung là gỗ nhiều, chúng ta hầu như không thiếu tài nguyên. Đây, cái này đi mua lên cho nó lẹ nào. Rồi đó, khai mỏ thì chúng ta không có, thì mỏ thì nó phải nằm sâu trong nội địa. Rồi đây, như là vàng ta không thiếu, mình ta xài thoải mái. Lô cốt thì cũng nên, mấy cái này cũng phải được nâng cấp. Rồi ok, chúng ta ra, chúng ta xây cái chain boss đây nữa là xong phim. Đây là cái này, nó đánh cũng khá rác chứ đùa đâu. À, lọ mọ ra đi săn với lại đúng cây đạn đạn liền, ăn pháo luôn á chứ không phải là đạn thường nữa. Rồi ok, cứ thế là chúng ta lấy gỗ chúng ta xài. Như là cái nhân sự mình ít thì ta đi đúng cây nó cũng hạn chế, nhưng mà về cơ bản thì mình có một cái nguồn tiền khá nhiều ban đầu đó, chứ là mình mạnh về ngân hàng mà, đó là cứ lấy tiền từ ngân hàng ra mà xài thôi. Về cơ bản là mình có tổng cộng 12 cái ngân hàng, thêm 16 chiếc tàu nó đi khai thác, coi như là 3 bằng 30 dân rồi, coi như 30 dân thực, 30 dân tiền rồi, chỉ có số dân mà nó đi đúng cây là ít thôi. Gì đây? À, có đứa đó đang đốt nha, đốt cổng. Này thì ăn pháo này, tại nó nhỏ quá mà nó che mình tầm nhìn của mình nữa. Đây. Rồi từ từ rồi tính. Rồi cái này thì kể như xong. Hai ông này nâng cấp xong rồi tính. Rồi pháo cũng vậy. Nâng lên đời cuối rồi chúng ta dùng sao? Ấy da. Rồi ra nào. Tới lúc rồi. Tiêu khẩu pháo của mình với là tiêu cái nhà, tiêu ông dân đang xây nhà của mình rồi. Nó gọi được mấy thằng kỵ binh lạc đà này ra là mình cũng mệt đấy chứ không phải không đâu. Sao mà cũng may là mình gọi dân ở đây ra được. Còn hai trạm nên cũng không sao, cứ thoải mái. Rồi thôi bây giờ khỏi còn kinh nghiệm, chúng ta lấy gỗ trực tiếp luôn. Cái này muốn bấm vô có được hả ta? Mình tưởng phải 3 trạm như vậy, thôi kệ, để chiếm đủ 3 trạm đi cho nó đúng. Rồi, ok. À, rồi. Mấy thằng kỵ binh này của Hà Lan đó, giá nó tương đối rẻ mà nó tốn ít dân nữa, thành ra là mình quy động số lượng lớn rồi, chẳng qua nó đốt nhà cũng ngon thôi. Chứ nó bắn kỵ, bắn đồ cũng ok lắm. Rồi. Từ từ khoan ghe lại miếng đi, đứng gần nó quá cũng không nên. Đây, xây lại cái khác thôi, gì đâu. Từ, chúng ta chưa mua pháo, chưa đồ mà. Đúng rồi, ráng lên. Đây. Nó dám đốt nhà mình bên này nữa chứ. Mua 10 khẩu pháo ra tha hồ bắn. Nó lên đời 4 mà nó chững là nó không lên đời 5 được. Rồi bản thân hai nó chắc đánh choảng nhau rồi. Mình đánh từ từ thôi, không cần gấp. Rồi
đây ra đúng cây tiếp đi. Chúng ta thiếu gỗ tại Hà Lan nó sẽ dùng pháo chủ yếu, nó rất dễ kiếm tiền mà tiền nhiều nhiều chủ yếu là để cho pháo, cho nên Hà Lan sẽ dùng pháo là chủ yếu. Cho nên là chủ yếu là chúng ta sẽ cần gỗ và pháo, thật thì có thể không dùng nhiều lắm cũng được. Rồi đây lên đời cuối luôn. Rồi ok. Đây chúng ta có hai cái cửa luôn, ra cho nó dễ. Đấy có thêm nhân sự là ngon rồi. Đây kiếm thêm mấy thằng xạ thủ đi. Hà Lan quân không đông nhưng mà cũng tương đối mạnh. Có điều là nó không đa dạng. Ví dụ như nó không có thằng Musketeer nè, nó dùng hoàn toàn là thằng này. Dẫn đến đó là nó không có những cái thằng bộ binh mà nó chống kỵ được. Thằng này chống kỵ nhưng mà nó là lính cận chiến. Vậy đấy, nói chung là nó không có thằng Musketeer. Musketeer mới là lính tiêu chuẩn trong cái thời đại này, chứ không phải là mấy thằng này là dạng hỗ trợ thôi, dạng lính bắn chiêu bắn tầm xa đó, nhưng mà không có khả năng đánh trận chiến. Rồi ok, lính thuê thôi, ta không cần tuyển dụng. Rồi ok, đánh thọc từ bên này lên nè, kéo quân ra bắn cái pháo đài này trước đi. Rồi đây chúng ta lại lấy gỗ thôi. Ok. Tuyệt vời, rồi thôi nhiêu đây đủ rồi. 16 đứa đi đống cây hay là cũng đủ. Bắn sạch pháo đài liền. Như là đứng trước hỏa lực của phương Tây thì không có pháo đài nào của phương Đông là chịu nổi cả. Rồi bắt đầu kích hoạt cái này lên được rồi. Vậy thôi là chúng ta có cơ sở để thắng rồi các bạn. Rồi ok. Rồi cho lính bộ binh giữ nhà, mấy thằng kỵ binh này đi theo. Rồi đây pháo là đội 2 bắn. Pháo thì sợ kỵ, nhưng mà kỵ mà đụng phải một đống, một thằng kỵ mà đụng cả đống pháo này thì chỉ có chịu chết. Rồi đây tường thành không nâng là mấy chú dở rồi. Rồi ok. Đây à, đó bắn tiếp. Kỵ binh cưỡi lạc đà thì cũng lợi hại, mấy thằng này là sóc kỵ đó các bạn, nhưng mà có điều là đụng vài pháo với lại kỵ binh bắn súng thì mấy thằng sóc kỵ cũng chết thôi. Thường thì sóc kỵ sẽ khắc tất cả các loại kỵ binh khác kể cả cung kỵ. Tức là nếu nó chạy đủ nhanh, nhưng mà có điều là khi đụng phải lính kỵ binh bắn súng thì cũng chịu, tại kỵ binh bắn súng thì cũng tính là xạ kỵ, nhưng mà có điều là xạ kỵ này nó ở đẳng cấp khác so với cung kỵ rồi. Ai chà, anh móc bên đó à? Cái gì đây? Ồ, nó gọi voi ra các bạn. Ê, gọi cái đám này về cứu nguy ngay, cái thằng màu tím này nó cũng lợi dụng quá. Thừa cơ tấn công ha. Như là thành lũy của nó nhiều các bạn, nó không mạnh nhưng mà thành lũy của nó nhiều. Thành ra là nó cứ thế mà nó tẩn mình thôi. Rồi nó vừa canh kỵ binh mình về không. Rồi ok, nói chung là thực dân phương tế mà đánh thì cũng không phải thắng hoàn toàn, nhưng mà chỉ có điều là họ có lợi thế và hỏa lực thôi. Ạc tiêu ở nhà chính của tôi rồi, ạc dân của mình. Chà, nó đánh tạc lại từ bên này hơi dở. Ê ê, quay lại đây, quay lại đây. Nó đánh mất cái tòa thị chính của mình. Nó điều tới bên voi ra, nó đánh thì đâu có vừa. Rồi ăn đạn ngay. Ở đây chúng ta lấy pháo binh mà chúng ta bắn dân luôn là thấy hơi tội rồi đấy. Lo
bảo vệ cứ điểm không, nó hở cái chỗ này nè. Rồi thôi, không sao. Mình vẫn còn dân nên không sao hết. Nó quá xây lại cái nhà chính ở chỗ khác an toàn hơn thôi, gì đâu. Cái nhà chính đâu người ta, hình như nhà chính là phải do ông nhà thám hiểm xây mới được hay sao, dân không được xây. Vậy là bây giờ tạm thời mình không có dân. Rồi, lui ra. Rồi, ok, còn phút rưỡi rồi, nó không phá được mấy cái nhà của mình là coi như nó thua. Rồi, xong. Đây, kỵ binh lạc đà thì cũng nhiều đó, nhưng mà nó như các bạn, ta nói là kỵ thì pháo, nhưng mà thật chất kỵ binh mà đụng phải pháo thì nhiều khi cũng sợ đấy. Tại cái tiếng nổ của pháo nó sẽ làm mấy con ngựa nó lồng lên vì sợ. Rồi, đây. Tất nhiên là đạn dừa lúc này thì cũng không nhiều, và nó cũng sẽ là điểm yếu của thực dân phương Tây. Nhưng mà nhìn chung thì họ biết cách tận dụng, chứ nó không như là mấy ông phương Đông nã lung tung thôi, bắn thì toàn bắn hệ tâm linh. Rồi đây, kỵ binh thì đợi đông đông mà lên đánh, chứ còn kỵ binh mà lên kiểu này là dở rồi. Rồi nó cũng không có nhà chính luôn à. Cái này thì hơi dở. Nó không có cái thẻ để cho ra nhà chính. Trời, vậy là Hà Lan mất nhà chính là hơi nguy hiểm. Tại nãy mình không có xét cái ông kia ra. Tại nói chung là mình không có để ý, mình không nghĩ là mình sẽ phải dùng cái ông gì ta, nhà thám hiểm. Ôi, mà công nhận cái pháo đài của Ấn Độ bắn xa ghê chứ. Rồi đây. Thôi mà chúng ta thắng rồi các bạn. Rồi nói chung là chúng ta đánh một phe Ấn Độ là gần như te tua, một phe còn lại thì nó đột kích chúng ta một pha khá là kinh. Nhưng mà sau đó thì mình cũng đã hoàn toàn kiểm soát chiến lược thương mại, và khiến cho quân Ấn Độ coi như là mất cái nguồn cung, dẫn đến là họ dần suy yếu, và cuối cùng thì họ chịu không nổi, họ phải đầu hàng. Một chiến thắng có thể nói là chúng ta không được tiêu diệt hoàn toàn được đối phương, nhưng mà chúng ta đã khuất phục được đối phương các bạn. Và đây mới thực sự là điều mà thực dân phương Tây mong muốn. Tại vì đơn giản là họ cần thị trường, họ cần nhân công giá rẻ, cũng như họ cần nguyên liệu và hàng hóa của phương Đông, chứ đâu phải đơn giản là họ muốn tới họ đồ sát họ đâu. Nói chung cái hành vi diệt chủng thì nó cũng chỉ mang đến chất là tự phát thôi. Tức là đôi khi thì họ phải giết nhiều, thứ nhất là để trấn an, đúng rồi, nhất là đe dọa những cái thế lực mà chống đối đó các bạn, đúng không? Thứ hai là để cho cái việc mà đồng hóa nó cũng tương đối dễ dàng hơn, và cái việc cai trị của họ thì nó dễ dàng hơn, để đời ăn dân đông được khó trị. Đó, đấy, cái việc đồ thành là nó có cái ý nghĩa của nó. Nói chung là, nhưng mà cái chung là cái hành động diệt chủng á, nó không phải là diệt chủng, hay là nói chung là những cái hành động khác, ví dụ như là tàn sát đồ vân vân á, thì nó không phải là một đứa gì ghét mà tiêu diệt đâu, mà nói chung là vì những cái lợi ích khác khi mà cai trị thôi. Vậy đấy, nhìn chung thì phe thực dân các bạn cũng có thấy là nó cũng có điểm yếu của riêng nó. Ở đây phe này Hà Lan chúng ta thấy rõ đó là cái đặc điểm của nó, đó là về cái dân số thì nó khá là ít so với các phe khác, chưa kể là nó cũng chưa huy động được sức mạnh tổng lực của nó, bởi vì đây chỉ mới là quân đội của công ty Đông Ấn, chứ chưa phải là quân đội chính thức của nước Hà Lan nữa. Thành ra là số lượng nó không nhiều, đa phần là nó chiếm giữ được ưu thế ở miền biển thôi. Nó không có đủ sức đánh vào nội địa thực sự rất khó khăn. Tại vì khi mà nó đi ra ngoài cái tầm bắn của pháo rồi đó, thì hầu như là tầm bắn của pháo hạm á, thì gần như là nó sẽ suy yếu đi rất là nhiều. Các bạn có thể thấy ngoài ra thì nó phải duy trì một cái hệ thống tháp canh ven biển để mà nó bảo vệ cái đường bờ biển, không cho đối phương ra biển, cho nên nó là bản thân cái hệ thống phòng thủ của nó là nó bị dàn trải ra. Đây cũng là một cái bất lợi rất lớn về mặt chiến thuật. Nhưng mà nhìn chung thì đó là ở đây là nó tuy bất lợi, vậy đánh thì vẫn có khả năng thắng nó, nhưng mà vấn đề là có dám đánh hay không. Và đa phần thì trong trường hợp này á, là các nước phương Đông, một là không dám đánh, hai là đánh không có hiệu quả. Rồi thì ok đó, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình đó. Mình là Lá Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.